Phật dạy, này thiện hiện vì địa giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì địa giới không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì địa giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy này thiện hiện. Vì vô minh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì vô minh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì vô minh không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì vô minh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên thanh tịnh. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, thanh tịnh, nên bát nhã, ba la, mật đa, thanh tịnh.